Sáng nay ngày 28 tháng 7, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đồng, 19 tuổi, ngụ xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, mức án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, Đồng và em TM 12 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày 28 tháng 1, khi đang nhậu với một người bạn tại thị trấn Lấp Vò, Đồng nghe bạn báo M đang chơi gần đó nên lấy xe ra chở M lại quán nhậu chung sau đó đồng lấy xe chở mờ đi chơi vòng quanh chợ lấp vò và có ý định quan hệ tình dục nhưng mờ không đồng ý vì có đông người qua lại tiếp đó đồng chở mờ về nhà của mình và thực hiện hành vi giao cấu với mờ sự việc sau đó được mờ kể lại cho mẹ mình biết nên mẹ mờ trình báo cơ quan công an